Đây bài các anh ơi, bài đây. Bây giờ thế này nhá. Vâng. Anh em mình chơi to cũng không phải là to đâu. Bóc ra nhá. Và cũng nhỏ bé thế nào đâu. Ôi để chơi nó anh em nó hài hòa và an toàn. Các ông nào có máy thì tắt nguồn đi vứt máy ra ngoài. Tránh để đây cái gì? Không, tránh trời chắc tránh bị bận thế nọ thế kia rồi. Bây giờ trên mạng nó nhiều lắm. Không, vứt công chơi thì vứt máy ra ngoài tắt nguồn vứt máy ra. Cất cả ông nào có máy cứ đi không. Nó an toàn tắt nguồn nhá. Cất máy đi đánh thôi chứ bị động cái gì. Nào, bỏ tôi chia cho cái. Cả 2 triệu. Bao nhiêu? 2 triệu. À 2 triệu. Đánh 2 triệu. Dạ đánh đây to cũng không phải là to lắm nhưng cũng đéo phải bé. 2 triệu cơ. Đánh nó để cho nó an toàn đi. Cho nên vừa bài vừa mới. Dạ đùng nhất dích chiếc hay rồi lại trên mạng nhá đầy bị bậm. Ông nào cắt cắt đi. Ông kia gà đi rồi cắt gà đi. Ẩm ông ẩm. Nhắn dùng gì nữa thì nhắn đi rồi cất máy. Rồi cho tí. Nó ấy tắt cái máy đó. Ok chưa? Nhà kia chưa gà nhá. Chưa okay. Rồi. Nhắn tin cho vợ thôi mà anh đi ấy. Là xong đi rượu với bạn. Ok chưa? Gà đi gà đi. Gà 2 triệu à? Ui to thế. 2 triệu. 1 2 này. Cần rồi đó. 2 triệu gần đúng không? 4 triệu. Ui, không điểm cái này thì đánh cái gì nữa. Nhũ u bài xuống nổi bài. Nó ố nó ra được. Bốn. Cân được. Cân rồi. 7. Bao nhiêu cân? 79 rô này. 8. Xin hai nhà nhé. 8 ở đây. Cao nhỉ. 8 mà to chứ. Trừ lại 4 triệu. 4 triệu. Ừ. 1 này. Gà đi gà đi. 2 này. Nhà này gà đi. 2. Nhà này chưa gà sao ấy? Chưa. Bốc ấu câu hố đi á. Không bốc được. Đây 2 triệu này, chuẩn chưa? Chưa này. Đấy. Tôi đánh luôn à? Sợ nhỉ. Rồi đấy. Chưa gì về anh luôn rồi. À được. Cân 4 à? 1 2 4 triệu cân. 3 4. Đấy cái đánh 4 triệu và tính sau. 3 điểm chạy. 3 điểm chạy nhà kia. Ăn đi. Ui giời ơi 8 điểm nhanh là đúng thì cần. Tự làm sao được không? Đây. Từ ơi từ anh cầm về đã. Để em cầm cái hàng của em về. 4 triệu. 2 triệu từ từ đã. Em cứ cộng bài em chia xong đã. Đây có cái đi. 2 triệu. Đây, chia. Chia chứ sao lại không chia nhỉ? Đấy điện thoại các ông bảo tắt không tắt đi nó vẫn có ai gọi kìa. Để ra ngoài là điện thoại trong nhà tôi. Trong nhà anh nhỉ, chứ không phải là nhà của anh à? Không. Anh đi. Ở đây. Bỏ thôi, không nước đánh gì. Dưới. Bỏ hết à? Tôi bỏ hết à? Ừ. 2, 3, mỗi ông thôi. 4. Đủ 4. Căn 4 thêm 4. Là tổng mấy? Kinh. Tổng 8 à? Thêm 4 triệu. 8 thì nhà anh thêm 4 triệu thôi. Mình tù mũi này khó đánh thật. Thêm 4 à? Căn nghe xem nào. Biết đâu lại. Mèo mù sẽ phải cá giá 2, 3, căn 4. Gì? Căn. 5. 7 điểm. 15. Ừ. Dạy. Cần luôn nhưng cứ sợ cái gì mà. Cháy về. Đâu hai nhà thì cứ đánh thế thôi. Đúng rồi, hai nhà đấy thì. Cả thằng nào yếu tim thì cũng bỏ chạy luôn nhưng đây gặp tôi là nó liều bản lĩnh. Nhá. Tôi là vô lì đòn, 2 triệu này. Tí ẩm xong. Ẩm luôn. Được chưa? Ok chưa? Đã đi. Đấy, thế nhưng mà. Vừa cắt đi, vừa mất, vừa thua. Không cắt thoải mái chứ có gì đâu. Đấy, bao nhiêu? À đâu chưa? Số tiền. Nhanh. Toàn không. Sợ. 1, 4 triệu cân à? 2, 3. Nó cắt cái thế bài. 4 triệu này. Không nước luôn. Cân thôi. Cân thì ngửa thôi. 5 điểm. Đám ăn lâu rồi. Thế nhỉ. Tôi cắt cho ông ăn đấy.
Bây giờ tôi cắt cho ông ăn rồi. Ông cắt cho người ta ăn, bây giờ tôi cắt cho ông ăn rồi. Thích cắt thì vào gà 5 triệu. Gà ngoài 5 triệu. Gà nha anh. Tôi cắt đánh cái đấy cho ông à. Đây. Đây. Gà ngay. Ăn thích gà không? 5 triệu này. Nhất 1, 2, 3, 4, 5. Nẹt luôn như gần. Cái có thích đá đi thôi. Cái cầm bài ra đấy. Cái anh làm sao? Ok. Bịt cỏ ăn được nha. Thì này. Ông đừng chỉ tục không em? 3, 4 triệu cân rồi. Đấy, người con có học có toàn chỉ tục. Ăn được 4 ván thôi. Con này ăn đi ra ngoài cũng được. Mấy là cân? 4 triệu cân. Nhẹ thế, gà ngoài ăn nó xong còn sướng hơn. 2, 3, 4, đủ 4 này. 1, 2, 3, 4, 5. Tôi thấy ông định úp rồi đúng không? Thêm 5. Hai nhà nó thì gỡ cái gì luôn. 1, 2, 3, 4. Tôi cấy rồi, sợ. Chắc là nghi là cấy rồi đây. 7 điểm này cũng 7 đi cấp bắt quá. Đấy đấy, 7 đi viện. 9 là cụ. Đây người thật việc thật. Chứ còn làm gì có cái chuyện nào. Đấy gà, không gà, không đánh gà. Đẹp quá. 1, 2 này, 3 này, 4 thế thôi. Khó khăn cái gì đâu. Đấy, xin 15 triệu ngoài này nhá. Anh em mình đánh phát thôi nhỉ. Đây. Chia đi. Chia, bên dưới này đúng không? Đúng rồi. Đẹp thế. 10 điểm đánh ba cây điểm. Cho gà. Bỏ hết thì còn tôi với ông thôi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây còn tiền trong này nữa cơ mà. Đủ chục. Thoải mái không đánh. Bao nhiêu? 10 triệu. Tổng 10 hay là tổng 10, thêm 10? Tổng 10. Em thành 6 triệu nữa. Thế là thêm 6. Thêm 6 à. Không ăn nhỉ? Ván này không ăn được nữa thôi. Úi sợ mày thế, không điểm, đẹp, bỏ luôn, làm việc luôn. Không. Ôi trời, cái nhà. Không, nó vẫn ăn. Hôm nay vẫn ăn nhỉ? Không vẫn ăn. Không, nếu nhà kia không điểm phải giật lên. Không điểm lại giật cái gì nữa, người ta giật rồi mình giật tim đâu mà giật đây. Đủ gà chưa? Gà đi. Cho kia gà đi. Đây. Ôi giời, bốc cái nhanh thế, định xin cái chân bốc cái. Sao? 1, 2, 3, 4 cân. 1, 2, 3, 4, 5, thêm 5. Nhà kia sao? 9 triệu cân. Bao nhiêu? 9 à? Ừ. 2, 3, 4, 5, 1, 2, tổng 9, đến 9 nhé. 4, là 9 đúng không? Đúng rồi. 1, 2, 3, 4, chân đẹp thêm 5 khác. Nhà kia. Bỏ rồi. Bỏ quá. Mẹ, mình như kia. Muốn nước này cái gì? Gặp ngay bà La Sát rồi, nó bỏ mặt này đi. Bỏ nhau vào. 8 à. 8 đánh căng nghe. Rồi dọa ai chứ. Đây à, chẳng dọa 6 điểm thì cũng tham muốn thêm tí. Bốn nhà 8 điểm. Ông nào yếu tim thì là chạy đi gần. Gà đi kìa. Gà đây. Nhà kia gà chưa? Đây, 2 triệu. Đây, đây có cái. Đây. Bốc điểm thế. Bốc làm gì có nhiều đâu. Đây, ông chia cái phần bên trên này đi này. Này, đấy, vứt bên dưới này. Bên dưới vứt đi. Cắt đấy. Trên, cắt dưới vậy. Ông dạ, ăn được ván, ông cắt trên, cắt dưới. Đá gà ơi. Cái gì không? Là 10 triệu sao? Nhiều quá. Ông cái đều okay, chơi, chơi 10 triệu ông. Không, để cái. Ông chơi, ông chơi tất vào đây, tôi chơi ông. 6, 3, 7, 4, 8, 9, 6, 7, 10. 8, 9, 10 này. Ba thằng thì phải thằng nào to, thằng ăn, thằng là chết luôn đi. Đấy cả ba. Được. Cái này nó kiêng đấy nhá. Cái này tâm linh này không đùa được đâu nhá. 10 này, 15 này, tổng 15 đúng không? À tổng 30 đúng không? 30. À, nhỉ. 10 nhỉ.
Đây, 4 triệu cân. 4 thêm 6. 1 2 3 4 thêm 6. Thêm 1 2 3 4 5 6 vẫn tổng 10. Tức là bao nhiêu? Thêm 6. 10 triệu cân. Sao kìa? Chứ biết như nào đánh cái đó. Mấy là cân? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cân kìa đó. Đây tôi cân này. Thêm. Lại thêm rồi. Thêm 3 triệu. Thêm 3 triệu. Thêm 3 triệu. Mình vào 6 và 9 triệu. Mình phải nặng rồi. 9 triệu được cân rồi. Bạn là phải lên 9 điểm thì mới ăn được nó. Không thể lên 9 thì khó đấy. 3, lên 8 thì úp luôn. 5. Lên 8 mà úp đầu vào tường luôn. 7. 8. Cố mà lên 9 triệu này. 9 triệu cân nhá. 1. 2. 3. Con bích đúng không? 5. 6. Con bích mà trắng bụng. 8. 9. Được đấy. Còn 10 triệu khác. Cái này là 50 triệu. Vũ Gia Biên. Thằng ơi, Vũ Gia gì? Là thêm mấy? Đúng rồi, 13 triệu ở cân. Lại là 3 triệu của thằng kia này. Lên đi. 2, 3, 4, 5, 6. Chết mẹ 1 rồi. 8. Đéo 8. À đâu? 10 triệu của ông vừa rồi này. Cân đó. Cân thôi. Kìa ra kia. Là thế là ông là thêm bao nhiêu? 13 triệu được cân. Lên bài như này từ thêm 10 ăn được cả trong. À. Nên nó 3 thằng nó cân, 4 thằng nó cân như này. Thêm 10 là cân đúng không? Thêm Long. 13. 13. 13 cơ. 13 triệu cân. 2 triệu này, 3 triệu này, đúng không? Ông thêm mấy mà 10 10 cơ. Ừ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ông cân hay như nào? Cân rồi, tôi cân thôi. 10 này. 13 thêm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thêm 10 nữa. Rồi vào 20. 20 vào đi. Quá đi úp vào, đừng lộ bài. Ôi giời, 9 điểm mà đi bỏ úp bài lộ. Đánh bạc úp bài vào. 10 triệu à? Ừ. 10 triệu là cân. Nhiên vào cáp rồi. 2. Cáp gì lại ăn to ấy. 4 5 bài này. 6 7 8 9 điểm như 9, này đánh cái gì không biết. 10 triệu đồng cân nhá. Đây. Bỏ bài đấy. Còn 20 triệu khác. Ấy giờ. Sợ nhỉ. Ông phải 30 cân đấy. 8, thế mình 9 điểm bỏ là đúng rồi. Này đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây là thêm 20 này. Còn 20 khác. Yếu ra gì à? 20 30 đấy. Tôi 10 triệu tôi cân cái bài này chứ nào. Tôi cần đâu? Con cứ lấy mưa làm gì? Lát nữa chứ chuyển khoản chứ. Ra thằng chuyển khoản. Vất tất tí nó chuyển khoản cho các anh em. 2 3 4. Nó cân rồi nó ăn này sao? Làm sao nhỉ? 6 20 8 9 xong xong là vậy đây luôn. Thế 20 nhá, đếm rồi nhá. Còn dưới 500. Thế kia. Kia 20 và cân. Tí xong chuyển khoản luôn. 20 này chắc chắn là cân rồi. Thêm 20 nữa, đây thêm 10 này. 1 2 3 4 5 6 7. Thêm 17 triệu. Hết tất tay. Còn 5 triệu lẻ, còn 5 triệu cả nhá. Không cân à, thêm à? Thêm 17 triệu. 17 triệu thôi. Cân thôi. Ông kia sao? 17 triệu ăn một đống tiền nên thằng ấy không cân. Cân luôn. Cân thì bỏ tiền vào. Hoặc là tí nữa ông thua ông chuyển khoản luôn. Đấy, còn 5 triệu nhá, ông mượn ông có 5 triệu đúng không? Đúng rồi. 12, 13, mượn lại 17 triệu. 14, không đủ. 15, 16. Đây 17 triệu cân luôn. Đây từ từ, ông này, ông này có muốn cân không? Cân. Cân thì ông 5. Có tiền tài khoản thì tí chuyển khoản luôn, không phải mượn nữa mất công. Lật ông mà lật bài luôn. Ông đưa 5 triệu tiền lẻ nữa, 5 triệu tiền lẻ hồi nãy này. Đưa 12 triệu. Rồi. Còn 12 triệu đúng không? Đây xem bao nhiêu. Ông bỏ vào 2 triệu nữa.
Đấy, còn 10 triệu đi, tôi nhân tí hơn tôi. Tôi thiếu 10 triệu đấy. Chuyển khoản. Bây giờ nhá, nếu mà nhận phải chuyển khoản luôn đấy. Chuyển khoản luôn. Còn anh ở đây còn anh em còn hơi không xác định nhận chuyển khoản luôn thì đặt bài. Nó cần nó ăn mẹ đồng cười. Người đi. 7-9 tỷ đầm đầu đi. Ê, tôi cắt cái tay đi. Cái gì đây? Đặt bài nha. Cái gì đấy? Quý ca. Bài đấy. Bài đôi. Bài không á? Ừ. Ừ. Cao nhỉ. Xin lỗi, tôi có 9 điểm thôi. Ui. Tiếng bạc trong mơ. Ác mình đã chỉ dám cân mình rồi. Tiếng bạc trong mơ. Không cân. Hết nữa tôi cũng trời. Ok, tôi mượn cái bao nhiêu nhỉ? Lúc đầu một năm thôi. Nếu như ông nào đã từng theo dõi kênh của tôi thì anh em đều biết là cái máy điện thoại đánh bài là một cái sản phẩm đánh bài hiệu quả nhất. Tuy nhiên là trong một vài cuộc chơi, ví dụ như là sân chơi vừa rồi ấy, người ta không cho đặt máy ở dưới lòng của mình này để đánh, thì cái việc mà dùng cái máy đánh bài nó rất là khó khăn, đúng không? Người ta đã cấm không cho mình đặt cái máy ở dưới lòng thì là cái sân chơi đấy thuộc dạng nó là quái rồi. Và quái thì mình phải có những phương án nó kín đáo hơn và nó khác biệt hơn. Thì trong clip vừa rồi ấy, tôi đã sử dụng cái chiếc ví này. Ví này người ta gọi là ví soi bài nhé, chứ không phải là ví đổi bài. Ví soi bài và báo bài. Thì để sử dụng được cái ví này thì mình vẫn phải cần cái điện thoại này. Nhưng mà cái điện thoại này mình không cần đặt ở dưới lòng nữa, mà cái điện thoại này mình có thể là đưa cất đi sang chỗ khác, tức là mình có thể để trong người nhá. Điện thoại này chuyển sang cái chế độ là chế độ đây này. Đây ví dụ như dùng một điện thoại thì mình sẽ để ở máy ảnh gốc. Nhưng mà bây giờ dùng cái con ví soi bài này thì mình chuyển cái chế độ điện thoại sang là chế độ máy ảnh không dây. Đấy, mình chuyển sang máy ảnh không dây phát là mình cất cái điện thoại đi và mình đặt cái ví này xuống đây là máy nó sẽ báo cho mình. Đây nhá, các bạn nhìn thật kỹ này. Đây, khi mình đặt xuống đây này. Đấy, đặt xuống đây phát thì là mình cầm bài lên, mình sẽ là đánh và máy nó sẽ báo cho mình biết là bài cần làm như nào để cho bài mình được điểm cao nhất. Đây nhá, bây giờ mình cầm bài lên này. Đấy, cầm bài lên như này là nó máy nó mình đang ngửa bài như này thì nó sẽ không có cái gì cả. Nhưng ngược lại khi mình trộn xong này, hoặc là cái trộn xong này, thì chỉ cần đặt xuống, đặt ngang, đặt dọc cũng được, thì ví nó sẽ báo cho mình biết. Đấy, máy báo 2 này. Đây, khi báo 2 này thì mình chỉ cần bốc 2 cây ra. Đấy, là mình chia. Thì lúc này bài của mình sẽ là bài cao nhất, đang ở chế độ là 4 người chơi. 1, 2, 3, 4. Chắc chắn 100% bài mình 7 điểm là cao nhất rồi. 4 điểm này, 2 điểm này, 1 điểm này. Đấy, mình làm lại một ván nữa cho các bạn xem này. Nó cũng giống như cái máy. Có điều là cái ví này thì khi mà đã sử dụng nó rồi ấy thì mình không cần đặt máy nữa, mà mình chỉ cần đặt mỗi ví không là thôi. Đấy, đặt cái ví đây này, đúng không? Trộn bài xanh chín này. Đấy, đúng không? Ví điện thoại mình đã để trong người rồi. Trộn xanh chín như này. Đặt số này. Đặt dọc này, đặt ngang này. Đây. Đấy. Mình bốc 2 cây ra này. 100% bài mình là bài cao nhất. 2, 3, 4. 5 điểm. 5 điểm là cao nhất rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy kỹ chưa? Đấy là cái độ hiệu quả của cái ví soi bài này. Về cái ví soi bài này này, nó có thể cũng như là các cái bộ môn của máy đánh bài. Nó dùng được phỏm, sâm, lốc, ba cây, xì tố, xì rách, binh sập sám. Nó đều đánh được hết. Đấy là cái hay của cái ví này. Thì nó để mà thay thế cho cái máy. Khi mà máy người ta không cho đặt ở dưới lòng mình, mà máy mình phải cất trong người đi, coi như giả vờ là tắt nguồn, nhưng mà thực chất thì mình để trong người, máy đang chạy ngầm. Và trong cái ví này thì nó cũng giống như là cái ví bình thường thôi. Nó vẫn có các ngăn đựng tiền bình thường này, và có một con chip là cái camera. Nó sẽ soi vào bài này và báo qua tai nghe cho mình đọc, biết mình biết cần làm như nào để bài mình có điểm cao nhất.